Tóc Tiên và Hoàng Tulliver đã yêu nhau từ hồi năm 2015, sau khi đã kết hợp cùng nhau tại cuộc thi âm nhạc The Remix 2015. Thời điểm này, khi những hình ảnh thân mật của cặp đôi ở những cảnh quay hậu trường đã làm cho cộng đồng mạng đoán già đoán non rằng họ đang hẹn hò với nhau. Trả lời với truyền thông, Tóc Tiên chỉ cho rằng cả cô và Hoàng Tulliver đang thể hiện sự thân thiết của tình đồng nghiệp sau những sự kết hợp ăn ý trong âm nhạc trên sân khấu. Sau đó, cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau ở những sự kiện và du lịch ở những địa điểm tương đồng nhưng không xuất hiện cùng khung hình. Cho đến tháng 8 năm 2018, cư dân mạng đã truyền tay nhau chóng mặt bức hình được cho là Hoàng Tulliver quỳ gối cầu hôn Tóc Tiên trong một buổi gặp mặt thân mật có sự xuất hiện của showbiz Hoàng Sơn, Cường Seven, Emily. Một lần nữa, Tóc Tiên lại lên tiếng với truyền thông rằng đó chỉ là một tình huống ví dụ mà cả nhóm bạn đã đặt ra. Và trùng hợp thay, người thực hiện lại là cô và Hoàng Tulliver. Cuối năm 2018, mẹ của Hoàng Tulliver qua đời sau một thời gian lâm bệnh. Trong đám tang, Tóc Tiên đứng lặng lẽ ở hàng con cháu và cùng đeo tang. Sau sự việc này, những tin đồn về việc hẹn hò của cả hai đã được cư dân mạng khẳng định chắc nịch, mặc dù người trong cuộc vẫn chưa chính thức lên tiếng. Và cuối cùng, vào tháng 9 năm 2019, Tóc Tiên đã chính thức xác nhận chuyện hẹn hò giữa cô và Hoàng Tulliver với người hâm mộ và truyền thông. Chia sẻ về việc này, nữ ca sĩ nói, vì cô và bạn trai muốn chuyên tâm cho sự nghiệp âm nhạc, cũng như cả hai không muốn nhiều người biết đến chuyện tình cảm riêng tư, nên cả Tóc Tiên và Hoàng Tulliver quyết định không lên tiếng giữa những thông tin đồn đoán. Mới đây nhất, một thông tin được cho là của một người thân cận Tóc Tiên cho hay, tháng 2 năm 2020 sắp tới đây, Tóc Tiên và Hoàng Tulliver sẽ tổ chức lễ cưới tại biệt thự riêng ở Đà Lạt. Người này còn thông tin thêm, nữ ca sĩ và nam sản xuất âm nhạc đã làm đám ăn hỏi và đăng ký kết hôn vào năm 2018. Khi được hỏi về độ xác thực của thông tin này, quản lý của Tóc Tiên đã giữ im lặng, trong khi quản lý của Hoàng Tulliver thì phủ nhận hoàn toàn. Thế nhưng, người hâm mộ của cặp đôi đã vô cùng háo hức và mong đợi đến ngày Tóc Tiên và Hoàng Tulliver thông báo chính thức về lễ cưới của cả hai. Còn bạn thì sao? Bạn có mong chờ Tóc Tiên và Hoàng Tulliver, cặp đôi đẹp của showbiz Việt, thành đôi trong năm 2020 hay không? Hãy chia sẻ với mọi người ngay dưới phần bình luận của video này nhé! Và đừng quên subscribe kênh Tuổi Trẻ Việt TV cũng như truy cập vào trang thông tin điện tử tuổitrẻviet.net.vn để theo dõi những thông tin mới nhất.